Ngọc Mai và Minh Phương xin kính chào quý vị và quý vị đang đến với bản tin tối được phát sóng trên kênh FBNC. Kính thưa quý vị, mọi hoạt động trong nước đang tiếp tục được tăng tốc để thích ứng với thời gian sống cùng với dịch bệnh, đặc biệt là sản xuất, giáo dục và du lịch. Bên cạnh đó thì các công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được các cơ quan chức năng, y tế tiến hành nhanh chóng với sự tập trung cao độ nhất. Trong đó thì có việc tiêm phòng cho trẻ em, tiến tới mở cửa trường học, đón các em quay lại học trực tiếp. Tình hình tuyển dụng lao động để sản xuất nước rút những tháng cuối năm cũng được các doanh nghiệp chú trọng để tìm kiếm các giải pháp phù hợp. Và song song với đó là các hoạt động mở cửa thông thương giữa các địa phương trong nước và ngoài nước trong tình hình mới. Và đây cũng là những thông tin nổi bật mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong tin tối 18 giờ ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 11. Những thông tin chính yếu cùng tin tối 18 giờ. Tâm điểm Việt Nam sống chung an toàn với F0. Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc chi hỗ trợ Covid-19. 5 địa phương chính thức được thí điểm đón khách quốc tế trong tháng 11. U23 Việt Nam thế hệ mới, chậm nhưng chắc. Chuyển động mạng, trẻ rơi từ tầng cao chung cư, nỗi nơm nớp của cha mẹ. Thông tin quốc tế, Covid-19 ở Trung Quốc lây lan nghiêm trọng hơn trước thềm kỳ họp lớn. Mở đầu với tâm điểm Việt Nam, thưa quý vị, mặc dù chẳng muốn nhưng mà chúng ta chẳng thể phủ nhận được rằng Covid-19 đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi và thách thức mọi nỗ lực của con người và khiến cho những hy vọng về việc dập tắt hoàn toàn đại dịch đang dần phai nhạt, và do đó thì việc điều chỉnh linh hoạt chiến lược ứng phó là hướng đi hợp lý và cấp thiết. Thực tế là ngày càng có nhiều quốc gia chuyển hướng sang sống chung an toàn với Covid-19. Tại nước ta thì cũng đã đặt ra mục tiêu kiểm soát khống chế dịch bệnh, song cũng phải nhìn nhận đây là một cuộc chiến còn lâu dài, không thể cứ mãi kéo dài giãn cách mà làm trì hoãn ảnh hưởng đến mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Do đó, thay đổi chiến lược sang sống chung an toàn với Covid-19 là bước chuyển mình đúng đắn, uyển chuyển và rất kịp thời. Như thế nào là sống chung an toàn với Covid-19? Bản thân bảo vệ và thay đổi cách nhìn nhận để phát triển. Mời quý vị theo dõi Tâm điểm Việt Nam ngay sau đây. Việc phong tỏa, cách ly kéo dài trên diện rộng trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội. Không thể kéo dài hơn nữa, nước ta đã xác định mục tiêu lâu dài sống chung với dịch. Để sống chung với virus, vaccine được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhất, được xem là ưu tiên số 1 trong chính sách chống dịch. Xác định rõ điều này, nhà nước ta đã khẩn trương đẩy mạnh tiêm chủng và đến nay nhiều tỉnh thành đạt tỷ lệ cao. 5 trong số 10 địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng cao gồm Thái Bình, Phú Thọ, Sơn La, Kon Tum và Nghệ An. Khi tỷ lệ phủ vaccine đã đủ cao trên 80% mũi 1, thì phương án cách ly, truy vết có thể giảm nhẹ, tránh tạo sự bất ổn, hoang mang cho người dân. Liên quan đến vấn đề này, tiến sĩ ngành công nghệ sinh học Bùi Lê Minh cho biết, sống chung với Covid-19 là chấp nhận sẽ xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, với phần lớn người mắc virus sẽ có triệu chứng nhẹ. Nếu như người dân vẫn quá e ngại với sự xuất hiện của các ca bệnh trong cộng đồng, thì sẽ rất khó có thể thực hiện việc sống chung hiệu quả. Để chiến lược sống chung với Covid-19 phát huy hiệu quả hơn, ý thức người dân là vô cùng quan trọng. Sống chung với Covid không có nghĩa là chúng ta phớt lờ mọi thông tin đến chúng, mà ngược lại, cần phải quan tâm và hiểu rõ hơn. Mỗi người dân nên tự xây dựng và tham gia xây dựng lối sống đơn giản, tiếp cận thông tin khoa học chính thống. Đó chính là đời sống văn hóa mới cần được nhân rộng trong bối cảnh này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống người dân trong trạng thái bình thường mới. Việc nới lỏng sẽ không nóng vội mà theo nguyên tắc an toàn tới đâu mở ra tới đó. Đã là thích ứng an toàn thì mọi lĩnh vực cũng phải thích ứng, ngành giáo dục cũng không phải ngoại lệ. Theo đó, các trường học cần linh hoạt phương thức giảng dạy, sẵn sàng phương án và quy trình xử lý khi chẳng may xuất hiện ca bệnh. Có thể thấy rằng, dù với chiến lược nào thì quan điểm nhất quán và ưu tiên hàng đầu của nhà trường nước ta vẫn là sức khỏe của nhân dân. Chiến lược ấy cần có sự chung tay của toàn xã hội và ý thức trách nhiệm của mỗi người công dân. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo đó, thì Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì kiểm tra công tác chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại quận Phú Nhuận, là một trong những quận đầu tiên mở đầu đợt tổng kiểm tra các gói hỗ trợ tại 22 quận huyện thành phố Thủ Đức.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận tiến hành kiểm tra việc lập danh sách và tiến độ chi trả các gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2 và đợt 3 của 13 phường trong quận. Qua đó yêu cầu địa phương phân tích làm rõ mặt đã đạt được và các hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi cho người dân. Quận thì cũng đã có cái quán triệt rất rõ là đề nghị là các phường thì phải xét đúng đủ đối tượng. Và đặc biệt là trên tinh thần là chúng ta phải có cái phát huy trách nhiệm tập thể ở tổ công tác, ở khu phố và hội đồng xét duyệt của phường, vì những thành viên này là những cái đối tượng mà những thành viên này là nắm đối tượng rất rõ ở địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, quận Phú Nhuận đã cơ bản hoàn thành xong việc chi trả hỗ trợ đợt 3 cho người dân, đồng thời giải quyết 100% các thắc mắc và ý kiến khiếu nại của người dân. Mặt trận Tổ quốc quận cũng tổ chức nhiều đoàn thanh kiểm tra tại các phường trên địa bàn quận để đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định và chỉ đạo của thành phố. Các đồng chí cũng đã triển khai thực hiện đúng những cái nguyên tắc như là đúng đối tượng, không trùng lắp, không bỏ sót. Và có thể khẳng định là các đồng chí không có biểu hiện lợi dụng chính sách, bao gồm cả cán bộ lợi dụng chính sách và bao gồm cả người dân lợi dụng chính sách. Theo kế hoạch, ba đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các gói hỗ trợ COVID-19 của từng quận, huyện và thành phố Thủ Đức, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, hồ sơ trình tự, thủ tục chi hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 11, tỉnh Vĩnh Long triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các em học sinh từ khối lớp 6 cho đến khối lớp 12. Và đây là tỉnh thứ 2 ở miền Tây triển khai tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Tổng cộng sẽ có hơn 88.540 trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine Pfizer. Trong đó thì trẻ từ 16 đến 17 tuổi sẽ được tiêm trước, sau đó thì hạ dần độ tuổi theo tiến độ cấp vaccine của Bộ Y tế. Học sinh sẽ được tiêm tại trường, còn các trường hợp khác sẽ được tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng. Để thực hiện đợt tiêm chủng này, tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ y tế, tình nguyện viên từ các trung tâm y tế, bệnh viện công lập. Ngày đầu tiên có 5 trường học với khoảng 6.000 học sinh ở thành phố Vĩnh Long được tiêm vaccine thí điểm. Sau khi khám sàng lọc, những em sức khỏe tốt sẽ được tiêm và theo dõi 30 phút mới được về nhà. Và sau khi tổng kết rút kinh nghiệm, Vĩnh Long sẽ triển khai tiêm cho trẻ em ở địa bàn các huyện, thị xã. Trước đó, vào ngày 1 tháng 11, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức tiêm vaccine cho khoảng 31.600 em học sinh. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 2 tỉnh ở miền Tây tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em. Trở lại với thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản khẩn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ngành cũng như địa phương liên quan về việc triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí trong học kỳ 1 của năm học 2021-2022. Và với quyết định này thì hơn 1 triệu học sinh của thành phố sẽ là đối tượng được hỗ trợ với mức tối đa lên đến 200.000 đồng một tháng một học sinh. Cụ thể, đối tượng hỗ trợ là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Mức hỗ trợ thực hiện một lần theo số tháng thực học, chia theo nhóm và theo cấp học. Thời gian hỗ trợ học kỳ 1 năm học 2021-2022 từ tháng 9 đến tháng 12 của năm nay. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách dự kiến khoảng 427 tỷ đồng. Năm học 2021-2022, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,7 triệu học sinh ở tất cả các bậc học. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì hơn 1,3 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông đang học trực tuyến từ đầu năm đến nay. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 6,9% so với tháng 9 và đây là giai đoạn nước rút nên nhiều doanh nghiệp đang sản xuất 3 ca một ngày để kịp hàng xuất khẩu. Không lo thiếu đơn hàng, nhưng nhiều doanh nghiệp lại lo lắng cho việc thiếu lao động với hàng trăm ngàn vị trí rất cần người. Tại nhiều tỉnh, thành phố, công nghiệp, hoạt động tuyển dụng, cung ứng lao động đang phải tăng tốc để đáp ứng cho nhu cầu này. Đồng loạt tăng công suất, các doanh nghiệp đang liên tục bổ sung lao động, tái khởi động và mở rộng dây chuyền sản xuất. Đơn cử như tại tỉnh Đồng Nai, hàng trăm doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động cho kế hoạch sản xuất cuối năm và đảm bảo năng lực cho hợp đồng sản xuất mới. Nhu cầu tuyển dụng hiện lên trên 22.000 lao động trong tháng 11 và đến hết năm 2021 là hơn 40.000 lao động. Các lĩnh vực cần tuyển dụng nhiều lao động là may mặc, giày da, chế biến gỗ và điện tử. Cùng với việc xúc tiến kết nối lao động với nhà tuyển dụng, thu hút lao động ngoài tỉnh về làm việc, ngành lao động tỉnh Đồng Nai cho biết việc cung ứng nhân lực cho kỳ sản xuất nước rút này cần nhất là được giải quyết là tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ 2 mũi cho người lao động. Đây là yếu tố quan trọng để lao động an tâm trở lại nhà máy.
Sau nhiều đề xuất của địa phương về việc được thí điểm đón khách du lịch quốc tế thì mới đây, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý lộ trình thí điểm đón khách quốc tế và theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã được Chính phủ đồng ý cho đón khách quốc tế trong tháng 11 này. Khách tham quan chương trình thí điểm là người nước ngoài, người Việt Nam cư trú tại nước ngoài và có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc là điều trị khỏi bệnh, có kết quả âm tính nCoV bằng phương pháp RT-PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh, có bảo hiểm y tế hoặc là du lịch, gồm nội dung chi trả điều trị COVID-19 mức tối thiểu là 50.000 đô và tham gia tour trọn gói. Trong 7 ngày đầu tiên tại các địa phương, du khách phải tuân thủ lịch trình đảm bảo 5K và khuyến cáo xét nghiệm 2 đến 3 ngày một lần. Ủy ban nhân dân 5 địa phương đầu tiên thí điểm đón khách phải tiêm chủng cho người dân, những người lao động ngành du lịch và có hướng dẫn chi tiết đón khách quốc tế tại địa phương. Và trước đó thì khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Việt Nam đã đóng cửa với khách quốc tế kể từ tháng 3 của năm 2020, chỉ cho phép nhập cảnh với các chuyên gia nước ngoài. Kính thưa quý vị, từ đầu tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn tại 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Bước đầu qua kiểm tra thực tế và số liệu từ các địa phương thì đã phát hiện khoảng 5.000 trường hợp nhận tiền hỗ trợ đợt 3 đến 2 lần. Đa phần là những trường hợp này là do kê khai không trung thực hai nơi để nhận hỗ trợ hai lần, dùng chứng minh nhân dân khai báo ở nơi này nhưng dùng cả căn cước công dân để khai báo ở nơi khác để phần mềm không phát hiện và nhận hỗ trợ khi vẫn đang hưởng lương. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, ngoài các gói hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 3 đợt hỗ trợ cho người dân khó khăn với tổng kinh phí là khoảng 14.400 tỷ đồng. Nỗ lực trên cho thấy thành phố đã và đang tìm mọi cách để hỗ trợ người dân khó khăn. Tuy vậy, việc hỗ trợ trong thời gian ngắn đã tạo áp lực rất lớn cho địa phương. Đây lại là gói hỗ trợ chưa có tiền lệ nên việc triển khai chưa đồng bộ vì thiếu nhân lực và giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra chi hỗ trợ tại tất cả các quận huyện thành phố Thủ Đức cho đến hết ngày 13 tháng 11 tới. Mục tiêu của công tác này là để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch hoạt động hỗ trợ người dân. Nếu đã chi không đúng thì phải thu hồi, nếu đúng diện mà chưa được hưởng thì phải bổ sung. Một thông tin về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, sau nhiều lần phải thay đổi thời gian tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2021 sẽ chính thức diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 5 tháng 11 với sự tham gia của 600 nghệ sĩ và diễn viên. Và các vở diễn dự thi sẽ được livestream trực tuyến trên YouTube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong điều kiện hạn chế số lượng khán giả trực tiếp đến với Liên hoan. Liên hoan Kịch nói Toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 11. Đây là hoạt động định kỳ nhằm phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật. Năm nay, Liên hoan tại thành phố Hải Phòng sẽ có sự tham gia của 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương. Dù diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều tiềm ẩn, nhưng đây được xem là một trong nhiều hoạt động đang làm nóng không gian văn hóa nghệ thuật sau một thời gian dài lạnh lẽo. Trong một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực thể thao, thưa quý vị, U23 Việt Nam ngày hôm qua tiếp tục có một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Myanmar. Vâng, và qua đó thì đứng đầu bảng Y và giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan. Hai trận đấu với U23 Đài Loan và U23 Myanmar theo đánh giá của nhiều người là thiếu thuyết phục, nhưng hai trận đấu đó thì có đủ để đánh giá tiềm năng, sức mạnh của cả đội bóng U23 Việt Nam hiện tại hay không? Sau thế hệ vàng làm nên kỳ tích tại Thường Châu, Trung Quốc cách đây hơn 3 năm, không còn Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng hay Hà Đức Chinh, U23 Việt Nam hiện tại bao gồm hầu hết những cái tên xa lạ. Cầu thủ nổi tiếng nhất mà U23 Việt Nam đang có là Nguyễn Hai Long, người vừa đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội. Hai Long cũng chính là người tỏa sáng nhất tại hai trận vòng loại đã qua với hai pha kiến tạo thành bàn. Ở trận đầu tiên, anh chỉ vào sân ở phút thứ 57 nhưng đã kịp tạo ra 4 đường chuyền đột biến, trong đó có pha dọn cỗ cho Lê Văn Xuân lập công. Đến hôm qua, Hai Long lại đá phạt chính xác, giúp Hồ Thanh Minh đánh đầu tung lưới U23 Myanmar. Thực tế, đây là điều đã được nhiều người dự đoán từ trước, bởi lẽ Hai Long chính là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang có. So với thế hệ đàn anh, các tuyển thủ U23 Việt Nam sinh năm 1999, 2001 thiệt thòi đủ đường, không chỉ chịu áp lực từ thành công của những người đi trước, lứa cầu thủ này còn không có cơ hội rèn luyện, thử lửa để nâng cao bản lĩnh, trình độ trong 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành ngôi đầu bảng tại vòng loại U23 châu Á 2022 đều xa lạ với người hâm mộ bóng đá đơn thuần. Có lẽ chỉ có những ai cuồng bóng đá nội, theo sát các đội trẻ mới có thể tự tin biết hết các tuyển thủ. Bên cạnh Hai Long, một số tên tuổi nổi tiếng hơn nhờ đã lên tuyển như Bùi Văn Toản,
Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng đây vẫn là các trường hợp hiếm. Những cái tên khác như Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Thanh Minh, Bảo Toàn chỉ tạo ra cảm giác vừa quen vừa lạ. Một vấn đề khác đặc biệt hơn, lữ U23 Việt Nam này thiếu hụt kinh nghiệm quốc tế nghiêm trọng vì dịch bệnh hoành hành. Ít ai ngờ, trận đấu với U23 Đài Loan mới là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội bóng hiện tại thi đấu ở một giải quốc tế. Không được cọ sát nhiều tại V-League, phải tập chạy và đá giao hữu nội bộ khi lên tuyển, rất khó cho U23 Việt Nam phiên bản 2021 có thể hoạt động trơn tru ngay lập tức. Nếu nhìn kỹ vào các lý do đó, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể thông cảm cho Hai Long và các đồng đội, qua đó tiếp tục chờ đợi họ tiến bộ. Những màn trình diễn thoáng qua của các cầu thủ áo đỏ xứng đáng nhận kỳ vọng nhiều hơn. Họ có thể khởi động chậm hơn lứa đàn anh, nhưng sẽ có bước tiến chắc chắn trong tương lai. Thưa quý vị, cùng với tốc độ đô thị hóa, chung cư đang là sự lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình, nhất là với những gia đình trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích nội khu thì loại hình bất động sản này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ em. Đặc biệt là khi ban công không được che chắn cẩn thận thì sẽ trở thành một cái bẫy tử thần, chất chờ cướp mất những đứa trẻ vô tội. Và chắc hẳn là quý vị cũng còn nhớ sự việc về bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 của một căn hộ chung cư ở Hà Nội và may mắn được một người thanh niên đỡ lấy ở bên dưới. Thế nhưng phép màu không phải lúc nào cũng xảy ra và đôi khi thì chỉ cần một cái tích tắc bất cẩn của cha mẹ mà các em đã phải trả giá bằng sinh mệnh của mình. Thưa quý vị, chung cư đang là một trong những sự lựa chọn tối ưu cho các gia đình ở đô thị. Thế nhưng đối với trẻ nhỏ thì lại là một câu chuyện khác. Và trước những sự việc đau lòng vừa xảy ra thì dường như đang trở thành một hồi chuông cảnh báo cho việc an toàn cho trẻ nhỏ khi ở chung cư. Cách đây 2 ngày, tại chung cư Techco Tower ở thành phố Lào Cai đã xảy ra một vụ việc. Một bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 xuống đất và tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đi vắng nên cháu bé đã leo qua cửa sổ và dẫn đến sự việc không may trên. Trước đó, những người sống trong tòa nhà N ở chung cư The One Residence, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hốt hoảng khi nghe tin bé trai 3 tuổi cạy lưới chắn an toàn khu vực cửa sổ và rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 tử vong. Đầu năm nay, một bé gái 4 tuổi đã trèo qua khung cửa sổ trong lúc mẹ bé đang dọn dẹp bếp, rồi không may bị rơi từ tầng 24 xuống phía sau tòa nhà chung cư Xuân Mai Complex ở Yên Nghĩa, Hà Đông và tử vong tại chỗ. Có thể thấy, những sự việc đau lòng như trên không phải là mới xảy ra. Thế nhưng, tần suất lại đang diễn ra ngày một nhiều hơn. Thực sự là tôi rất là lo lắng khi mà thấy những cái cảnh mà bé mà leo từ lan can hoặc những cái tầng cao xuống á. Thì ở cái nhà của tôi thì là cũng ở cái chung cư bên này á, thì cái khoảng cách của cái song sắt nó cũng hơi rộng. Nên là ở trong nhà thì tôi cũng đã có cái cố định lại những cái cánh cửa đó và để các bạn nhỏ không leo ra được. Nếu ra ban công thì có những nơi ví dụ như là khe hở song sắt thì có thể những sảy chân ví dụ như là kẹt chân hoặc là leo trèo đã phải như vậy thì rất là nguy hiểm. Nên tôi cũng là một làm cha của mấy có con nên cũng khuyên các phụ huynh là mình phải nên làm việc online nhưng mà vẫn nên chăm sóc em bé và có những cái biện pháp ngăn chặn hay là những gì đó để cho những trường hợp đáng tiếc đừng nên xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Thì khi mình mới về đây á, việc đầu tiên mình làm đó là rào hết cái cửa sổ mình chống sân lại để cho bé nó có được an toàn á, không có ba mẹ nào muốn điều đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà cũng hơi bất cẩn đấy, tại vì nếu mà nhà mà cao như vậy á, mà không có biện pháp an toàn á, thì là như vậy là ngay từ đầu mình cũng không có được chú ý tới cái việc bảo vệ của bé. Hy vọng là mọi người sẽ rút kinh nghiệm hơn. Trước hàng loạt những vụ việc trẻ em rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất, không ít phụ huynh đang tiến thoái lưỡng nan. Nỗi canh cánh của các thị dân dường như không còn đường xoay sở, bởi vừa sợ con mình gặp chuyện lại vừa lo gánh nặng kinh tế không thể gượng khi thuê nhà mặt đất. Thực tế cho thấy ở một đô thị bậc nhất như thành phố Hồ Chí Minh, các chung cư đã giải quyết được khó khăn về nơi lưu trú cho rất nhiều gia đình. Và dù là ở các căn hộ cao tầng hay ở nhà phố thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chú tâm của các bậc phụ huynh dành cho con mình. Bởi hầu hết trẻ nhỏ đều có thói quen hiếu động, chưa ý thức đủ tình huống nguy hiểm và đôi khi lại bất chợt có những hành vi mà người lớn khó có thể đoán trước. Theo quy chuẩn năm 2008 của Bộ Xây dựng, Việt Nam quy định rằng đối với các công trình, nhà ở, cơ quan, trường học có số tầng từ 9 tầng trở lên
thì phải có tiêu chuẩn chiều cao lan can tối thiểu là 1m4. Quá trình sinh hoạt thì người lớn cũng nên đóng cửa cái ban công hoặc lắp đặt các thiết bị kính chắn, lưới thép theo hướng dẫn, vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vừa an toàn cho trẻ nhỏ. Hiện nay thì nhiều hộ gia đình đã lựa chọn cái việc mà lắp thêm lưới an toàn để gia cố ở ban công và cửa sổ nhằm giúp trẻ nhỏ vui chơi thoải mái, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc. Để đảm bảo an toàn thì tại các chung cư nhà cao tầng thì Bộ Xây dựng nên tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan. Không chỉ có mối nguy hiểm rình rập từ ban công khi chọn ở chung cư, cha mẹ cũng phải đối mặt với hàng loạt những nguy cơ khác đe dọa sự an toàn của trẻ như thang máy, hệ thống ống lấy rác, cửa thoát hiểm một chiều, cầu thang bộ hay sân thượng tầng hầm. Điều quan trọng nhất chính là phụ huynh tuyệt đối không được để trẻ dưới 6 tuổi một mình và phải luôn đặt các con trong tầm mắt kiểm soát. Có thể thấy sinh mạng của cháu bé ở Hà Nội được cứu sống là kỳ tích, và phép màu ấy không phải lúc nào cũng xảy ra nếu cha mẹ lơ là đặt con em mình trong một khoảnh khắc, dẫu là tích tắc mà thôi. Thông tin chính yếu tiếp theo. Covid-19 ở Trung Quốc lây lan nghiêm trọng hơn trước thềm kỳ họp lớn. Đức Giáo Hoàng kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống biến đổi khí hậu. Cuộc sống hôm nay, Venice và nhịp sống du lịch gần trở lại bình thường. Chuyên mục Thời tiết và cuộc sống, cảnh báo triều cường thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên thế giới, thưa quý vị, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn mới đây cho biết, tại cuộc họp cấp cao APEC sắp diễn ra vào tuần tới bằng hình thức trực tuyến, đại diện của hòn đảo sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên về việc gia nhập Hiệp định Kinh tế Thương mại Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cả Trung Quốc và Đài Loan đều là thành viên của diễn đàn APEC và cùng nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào tháng 9 vừa qua. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành động của Đài Loan và cho rằng hòn đảo này là một phần của Trung Quốc, nên chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh là đại diện luôn cho cả chính quyền Đài Loan. Vào tuần sau, đại diện các quốc gia nằm ven bờ Thái Bình Dương APEC sẽ nhóm họp thông qua hình thức trực tuyến. APEC bao gồm hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc hay Hồng Kông. APEC cũng là một trong những tổ chức quốc tế hiếm hoi mà Đài Loan là thành viên. Nội dung cuộc họp sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào đối phó COVID-19 và sửa chữa những chuỗi cung ứng bị đứt gãy tại châu Á. Đại diện Đài Loan tham gia cuộc họp là ông Maurice Chang, nhà sáng lập tập đoàn TSMC. Dự kiến trong bài phát biểu, ông Chang sẽ nêu bật lý do vì sao họ đủ tiêu chuẩn gia nhập CPTPP, cũng như những đóng góp lớn lao của hòn đảo cho tự do thương mại toàn cầu trong nhiều năm qua. Đài Loan hiện là một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, cũng là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Việc gia nhập CPTPP được cho là sẽ nâng tầm kinh tế của hòn đảo, cũng như hình ảnh trên trường quốc tế. Tiếp tục là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số quốc gia. Ngày 2 tháng 11 vừa qua, Singapore đã ghi nhận hơn 3.400 ca nhiễm COVID-19 mới và 9 người tử vong. Đây tiếp tục là con số cao, đánh dấu trong nhiều ngày thì hòn đảo có trên 3.000 bệnh nhân. Và các ca tử vong từ 53 đến 93 tuổi, chỉ có 2 người chưa tiêm chủng, tất cả đều có bệnh nền đi kèm. Tuy nhiên, Bộ Y tế không nói rõ những bệnh này là gì. Hiện nay, tổng số người tử vong của Singapore đã đạt con số là 430. Trong số các ca nhiễm mới thì có 3.352 người lây nhiễm trong cộng đồng và 141 người từ ký túc xá công nhân nhập cư. Trong cùng thời điểm trên, Singapore cũng có hơn 3.000 bệnh nhân được chữa khỏi và đã về với gia đình, con số ít hơn bệnh nhân mắc mới. Về tỷ lệ tiêm chủng hiện nay, khoảng 84% dân số Singapore đã tiêm đầy đủ, 85% đã tiêm ít nhất là một mũi và 16% đã tiêm mũi 3. Trong vòng một tháng nay, Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới luôn ở mức cao từ 2.500 cho đến 3.500 bệnh nhân mỗi ngày. Điều này diễn ra khi đảo quốc sư tử vẫn đang cố gắng mở cửa và tái kết nối với thế giới. Du khách đã tiêm chủng từ hàng chục quốc gia như Đức, Brunei, Hàn Quốc, Mỹ hay Úc đã có thể nhập cảnh và không cần cách ly. Bất chấp số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao thì chính phủ Singapore vẫn quyết tâm mở cửa và không có dấu hiệu nào cho thấy là họ sẽ siết chặt lại như trước. Thưa quý vị, trong ngày 2 tháng 11, Trung Quốc có thêm 93 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đây là con số cao nhất trong gần 3 tháng qua và trong bối cảnh nước này đang siết chặt các hạn chế nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan. Trong số các ca nhiễm mới thì có 8 người được ghi nhận ở thủ đô Bắc Kinh. Và trước tình hình trên, thủ đô Bắc Kinh đã ra lệnh kiểm tra thân nhiệt và kiểm tra y tế tất cả người ra vào tại những địa điểm công cộng như là cửa hàng bán lẻ, siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim hay là tàu điện ngầm. Các đội ngũ y tế cơ động cũng luôn sẵn sàng có mặt ở bất kỳ khu vực nào báo cáo là có bệnh nhân khả nghi.
Tại sân bay Bắc Kinh vào sáng ngày 2 tháng 11, hơn 60% chuyến bay đã bị hủy, nhất là bay từ những vùng có nguy cơ cao. Điều này diễn ra trong bối cảnh một tuần nữa, từ ngày 8 đến 11 tháng 11, hơn 300 ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ tề tụ về Đại lễ đường Nhân dân để dự họp quan trọng, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào năm sau 2022. Tại cuộc họp tuần sau, có thể Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ra những chỉ dấu rằng ông tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ 3. Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Lan Châu, một phần Nội Mông và một phần tỉnh Hắc Long Giang. Nếu tình hình tại thủ đô Bắc Kinh tiếp tục xấu đi, khả năng cao cuộc họp quan trọng của đảng sẽ phải dời lại, ảnh hưởng không nhỏ tới những sắp xếp chính trị trên quan trường nước này. Một thông tin liên quan đến thể thao, chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 2 tháng 11 thông báo họ đã bắt đầu mở cửa và chào đón tất cả lực lượng phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới tới đưa tin về Olympic mùa đông 2022. Chính quyền thành phố cũng bắt đầu thiết lập những trung tâm y tế bên cạnh các trung tâm họp báo trước những trận đấu quan trọng. Các trung tâm y tế này sẽ phản ứng nhanh với bất kỳ trường hợp nào nghi bị nhiễm COVID-19. Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2022 đã bắt đầu gửi thông báo tới hầu hết các cơ quan truyền thông lớn trên thế giới. Họ cam kết tất cả phóng viên được tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp, cũng như là được đảm bảo một môi trường an toàn trước khả năng COVID-19 tấn công. Theo các chuyên gia, Olympic Bắc Kinh là dịp để Trung Quốc khoe sức mạnh mềm cũng như nâng tầm ảnh hưởng trên thế giới. Vì vậy, họ muốn có sự xuất hiện của càng nhiều phóng viên càng tốt. Nếu như Olympic Bắc Kinh 2008 là dịp để Trung Quốc rũ bỏ hình ảnh đất nước nghèo khó, thì Olympic Bắc Kinh 2022 là dịp để Trung Quốc khẳng định họ đã trở thành một siêu cường và đang vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu. Một thông tin liên quan đến vấn đề môi trường, thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francis mới đây cho biết thế giới đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi hai vấn đề, đó là COVID-19 và tình trạng nóng lên toàn cầu. Điều này đòi hỏi cả thế giới phải đoàn kết, xóa bỏ sự ích kỷ, hẹp hòi để cùng nhau tìm ra những giải pháp tích cực, hiệu quả. Đức Giáo hoàng đã đưa ra cảnh báo trên trong thông điệp gửi tới Hội nghị khí hậu quốc tế COP26 đang diễn ra ở Scotland. Ông nhắc lại các nước nghèo đang bị ảnh hưởng nặng nề hơn cả hai vấn đề trên và các nước giàu thì cần phải tích cực nỗ lực hơn nữa. Theo Đức Giáo hoàng, chưa bao giờ nhân loại trải qua khủng hoảng nghiêm trọng như hiện nay kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong suốt một thời gian dài, các quốc gia chú trọng tăng trưởng kinh tế nhưng không để ý tới môi trường, khiến cho một lượng khí CO2 khổng lồ xả ra bầu khí quyển, làm trái đất nóng lên, gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Ông cho rằng nạn cháy rừng, sa mạc hóa, bão lũ nhiều hơn và khốc liệt hơn, đặc biệt trong 2 năm vừa qua, là những bài học mà con người cần phải tiếp thu. Con người không thể sống tách biệt với tự nhiên, những thành tựu phát triển kinh tế, những khoản tiền khổng lồ đầu tư cho quốc phòng sẽ nhanh chóng bị hủy hoại chỉ sau một trận động đất hoặc một cơn bão nhiệt mặt trời. Con người quá nhỏ bé so với thiên nhiên, con người cần phải nhìn vào sự thật và trở nên khiêm tốn hơn. Quý vị thân mến, nước Ý là nơi COVID-19 xuất hiện và tàn phá sớm nhất ở châu Âu. Họ cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về kinh tế, xã hội tại lục địa già. Do liên tục phải phong tỏa để đối phó với dịch bệnh, tất nhiên ngành du lịch cũng chịu chung số phận khi gần như tê liệt trong suốt năm 2020. Tuy nhiên, từ giữa năm 2021 cho đến ngày hôm nay thì nhờ chiến dịch tiêm chủng thành công, phần lớn dân số đã có ít nhất là một mũi. Điều này khiến cho chính phủ Ý đã mạnh dạn mở cửa từng bước nền kinh tế. Trong đó thì ngành du lịch là ưu tiên hàng đầu. Lý do, đây từng là một trong những lĩnh vực chủ chốt đóng góp lớn vào ngân sách của nhà nước trong giai đoạn trước khi COVID-19 xuất hiện. Nếu như nước Ý là trái tim du lịch của châu Âu, thì Venice được xem là trái tim nằm trong trái tim này. Từ khi bắt đầu mở cửa thử nghiệm đầu tháng 7 tới nay, Venice đã chứng kiến số người đăng ký tham quan lên đến hàng trăm ngàn, buộc chính quyền phải chọn lựa và chỉ tiếp nhận một phần nhỏ do lo ngại các rủi ro vì COVID-19 vẫn đang ở mức cao. Điều này cho thấy sức hút mãnh liệt của Venice vẫn giữ nguyên và có vẻ rất ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chiến dịch tiêm chủng đã thành công, các ca nhiễm mới đã giảm rất nhiều, gần như không còn đợt bùng phát nào nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn đang mở cửa từng bước ngành du lịch. Những thành quả này có sự đóng góp rất lớn của các công ty lữ hành. Chúng tôi muốn tổ chức các lễ hội và triển lãm trong suốt thời gian dịp kỷ niệm 1.600 năm thành lập thành phố trong năm nay. Theo thống kê của chính quyền, từ đầu tháng 8 tới nay, bình quân mỗi ngày Venice đón 85.000 lượt khách. Đây là một con số vô cùng ấn tượng nếu so với các điểm du lịch nổi tiếng khác. Để dễ hiểu, khi nhìn vào 3 tháng mở cửa, hai điểm du lịch là Phuket và Koh Samui của Thái Lan, số lượng khách chỉ hơn 40.000, chưa bằng một nửa lượng khách đến Venice trong một ngày. Điều này có thể thấy nhu cầu thăm Venice của người thích đi du lịch lớn như thế nào.
Tôi biết có một số cư dân của thành phố không hài lòng khi số lượng du khách quá đông, có thể gây ồn ào ở nơi công cộng. Nhưng thật sự khách du lịch đã mang đến một luồng gió mới, một sức sống mới cho thành phố này. Tôi rất vui được trở lại đây sau gần 30 năm. Cũng giống như trước khi Covid-19 xuất hiện, khách du lịch tới Venice phần lớn bởi sự thu hút của những viện bảo tàng nghệ thuật, công trình kiến trúc cổ đại, cùng với những con kênh dọc ngang thành phố. Những địa điểm mang đậm dấu ấn La Mã và thời Phục Hưng như bảo tàng Real Academia, nhà hát Teatro Goldoni, nhà hát La Fenice hay nhà thờ Basilica di Santa Maria vẫn là những nơi thu hút khách hàng đầu. Tôi đang ở trong một viện bảo tàng. Những tác phẩm nghệ thuật ở đây thật sự có sức hút mãnh liệt với du khách quốc tế. Venice là một nơi thật đặc biệt, có thể xem như thành phố của nghệ thuật, thành phố của cái đẹp và thành phố của tình yêu. Tiếp tục sẽ là một số sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày mai, thứ Năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021. Ngay sau đây hãy cùng đến với một vài thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Tường Vy xin kính chào quý vị. Đây là chuyên mục thời tiết trên bản tin tối ngày 3 tháng 11. Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh được nhận định là có cường độ mạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ vào cuối tuần này, khiến cho toàn Bắc Bộ chuyển rét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ hôm nay ngày 3 tháng 11, mưa ở Bắc Bộ đã giảm dần và kết thúc. Từ ngày mai ngày 4 tháng 11, nắng nhẹ sẽ xuất hiện, nên nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất trong ngày là 25-27 độ C. Thưa quý vị, vào khoảng ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 11, một đợt không khí lạnh được dự báo có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay sẽ tràn xuống Bắc Bộ. Không khí lạnh tràn xuống gây mưa dông và làm cho các tỉnh Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét trên diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C. Tuy nhiên, đây là một đợt rét khô với kiểu thời tiết nắng ban ngày và rét sâu về đêm. Theo nhận định, đây có thể được xem là đợt rét nhất trong cùng thời kỳ trong 40 năm qua ở Bắc Bộ. Dự báo từ tháng 11 trở đi, các tỉnh miền Bắc sẽ liên tục đón những đợt không khí lạnh. Tại Bắc Bộ, ngày mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung có mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực Nam Bộ, tương tự như ở Bắc Bộ thì trời cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, vào sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 2 ngày vừa qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch và ở mức cao. Theo dự báo, thì mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh chóng trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6 đến ngày 7 tháng 11, tức là vào mùng 2 và mùng 3 tháng 10 âm lịch. Trong đó, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên đến mức 1,65 cho đến 1,7 mét. Và thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đánh giá mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn là ở cấp độ 2. Đây là đợt triều cường cao trong năm, có khả năng xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp ven biển. Vì vậy, quý vị cần đề phòng khả năng gió đông bắc gây nước dâng trong những ngày tới. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại một số khu vực trên cả nước. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại tin tối 18 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo sẽ được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Ngọc Mai và Minh Phương xin chào tạm biệt.